Kids of Tsunfang, come with me. Okay, so let's go. Muji and Sambok. Ok, quay trở lại với trận đấu Sambok và Mugi. Thì hình như đây là deck 200.000 đô năm ngoái đúng không nhỉ? Đúng rồi, deck 200.000 đô năm ngoái rồi. Cái deck 200.000 đô năm ngoái các bạn nhớ là gì không? Đúng rồi, đó là Balloon Shinji. Có Lumber. Không, nhưng đây không phải, đây là phiên bản của Graveyard Fizzy. Graveyard Fizzy. Graveyard Fizzy, không phải là Lumberjack. Cái phiên này, phiên bản này rất nhiều player họ rất thích dùng. Bởi vì nó mạnh. Nó công thủ toàn diện. Yeah, Graveyard Fizzy. Exactly. Còn với Minor Motor Archer Queen này, và có Snowball Poison Fizzy. Tuy nhiên là bên kia họ chưa bật Ability. Nếu họ chưa bật so not Ability. And where go tonight? Nó sẽ hoàn hảo hơn khi mà sử dụng Fizzy. Bên kia họ turn on Ability. Nhưng trong cái game trong cái thời điểm trong cái turn vừa rồi thì thực sự là Muji anh đang bị bất lợi thế rất nhiều. Một cái Fizzy phải nói là không đúng thời điểm cho Muji. Xong game còn lại bên kia họ chưa bật ABT thì đã dùng Fizzy rồi, bây giờ làm sao để chặn danh Skeleton này? Có bowling. Thả cuối cùng là Tornado. À vậy thả cuối cùng là Graveyard. Nhưng bên kia họ lại dẫn Poison. Bên kia họ có Bash, có Bash, có Giant Skeleton. Làm thế nào bây giờ? Mùi gì anh ta cũng đang thực sự phải nói là mình đang đọc được cái suy nghĩ của anh ta là cũng hơi bị bối rối. Khi mà sự là bối rối thực sự luôn. Mặc dù chúng ta có thể thấy là Graveyard Fizzy sẽ là một combo cực kỳ mạnh. Nhưng với cái bất lợi thế khi mà mất tận tận hơn 2.000 máu, tận gần 2.000 máu như thế này thì làm thế nào để có thể ăn được Fizzy đây không? Thôi đồ trước đã, cho nó là Fizzy. Nhưng cái con Golden Knight nó sẽ không vượt qua được cái trụ, vì vậy là không chết được gas. Đó là một cái điều khá là đáng tiếc cho Muji. Bởi vì cái điểm yếu của con Golden Eye nó sẽ không thể đáp được qua trụ. Bây giờ sẽ có một cái turn mà mình phải nói là sẽ thay đổi được cái game này. Đó chính là khi mà Archer Queen Sunbox anh ta đặt ở phía giữa cầu, trung tâm của cái map. Sau đấy là Tornado một phát tiếp ra và phía bên phải luôn. Sau đó All in One phía bên trái có Tornado và Poison bị out từ trước thì sẽ là một turn hợp lý. Hoặc là Golden Eye lao vào trụ ngay. Tornado hợp lý luôn. Tornado trong turn này có thể hợp lý. Bowling. Tornado phía sau đi. Tornado về phía sau. Không được. Tornado bowling vào trụ. Bowling vào trụ. Mên thẳng. Bowling. Không được được. Cần một cái nhát nữa. Cần một cái nhát. Cần một cái nhát. Không là dùng được thân hoa lại. Không được ai dùng ai bị chìm được. Fizzy, Graveyard vẫn còn hai con. Không được rồi. Không được rồi. Không được rồi, 15 giây cuối cùng. Đó là quá khó để có cycle một Graveyard nữa.
không được, không được. Đừng kéo qua giờ nữa, không được. Ờ, là thực sự là rất là đáng tiếc khi mà ngay từ ban đầu nếu mà Muji anh ta không bị mất quá nhiều player bánh bắt cặp ấy. Tuy nhiên thì sau những ngày giải đấu, sau những ngày thứ hai, ngày thứ ba thì nó loại dần loại dần. Việt Nam không có player nào. Ok, là giờ đến một cái thứ hai của Muji và Sandbox. Mình sẽ phù hợp mình vote cho Muji và mình rất mong là Muji sẽ có một cái trận đấu vừa được dòng. Mặc dù là Sandbox mình rất là yêu thích anh ta. Trong cái lúc mà anh ấy đi cho bạn, mình bắt đầu mình không thể mở cửa xe để nhảy xuống giữa đường như vậy được, bởi vì xe nó đang đánh đến mình nhá, thì nó sẽ gây ra cho mình chưa kể nghĩa là mình không biết là cái cửa xe có đang mở hay không. Thì đây là không phải là hai cái cycle. Với Sandbox thì mình nghĩ đây là Flash phiên bản có văn thi. Ngày hôm qua các bạn nhớ có một cái trận đấu của Sandbox mà anh ta sử dụng cái nick Flash này mà anh ta làm cái đối thủ của phải nói là không có cách nào có thể chạm vào trụ được. Các bạn có nhớ trận đấu nào không? Còn với Lightning Golem và Maria thì mình nghĩ ngay nick là có đấy. The Muri Landing Rap Rider. Bên kia là Golem, chắc chắn rồi. Nhưng mà phiên bản Golem này hình như là không có Tombstone. Nhưng mà hôm qua có một trận Golem rồi. Ngày hôm qua là ngày hôm kia nhỉ, có một trận Golem rồi mà. Đó là cái trận mà ông nào đánh Golem mà counter đấy, ngày tuần thứ hai mà dựa ra Golem đấy. Và như vậy an toàn, đúng. Chuẩn. Nhưng Quét Nháp sẽ sợ đích nào các bạn biết không? Lava. Kíp đánh Golem đúng không? Chuẩn. Rồi, nhớ rồi. Và cái Quét Nháp rất sợ Lava anh em ạ. Rất sợ Lava. Quét Nháp rất sợ một cái nữa là Goblin Giant Sparky. Đắc Goblin. Mega Knight Poison rồi. Cannon Cast và tất cả những con sẽ nhốt chết bởi Poison. Baby Dragon cũng nằm xuống không? Chưa nằm xuống, nó vẫn đang cắn một con Mega Knight. Cannon Cast vẫn bắn vào còn rất khó chịu. Sẽ có hai Piggy ở đây. Không, chỉ là một Piggy thôi. Hai Piggy luôn. Thẻ cuối cùng của Sandbox đó là Tsoido. Một cái Dark Food cộng với lại Go đây. Một Dark Food của Dark Goblin cộng với lại Tsoido sẽ là một cái thẻ bài. Sẽ là một combo cực kỳ lợi hại. Cái điều quan trọng nhất là Golem phục khí cho bản thân mình. Khí ở đây đúng rồi, Dark Food. Chỉ cần Dark Food như vậy thôi. Và một cái nổ của Golem. Lightning ở đây. Rất nhiều đàm. Ran Sandbox anh ta không có thôi đâu. Tại sao mà không sử dụng Lightning? Không sai, tại sao không sử dụng Ran Rider đi? Thả một Ran Rider phía bên kia cũng hợp lý mà. Boss Ran Rider đi. Lightning. Oh my god, cái phiên bản mình không nghĩ là một cái Go Tornado mà một cái Tornado và một con Golden Knight sẽ chặn được Grand Rider. Cái quái gì diễn ra vậy? Có một người chơi Sparky nhưng mà bị thua. Cất con tường vào góc à? Ôi trời ơi, đau lòng quá men. Một Tornado nữa. Không chẳng cần phải Tornado trong thế này luôn. Ôi, Ram Rider vào một Dark kia. Poison. Rồi, chặn được Dark Hoos rồi. Tiếp tục Ram Rider. Ram Rider trong cái bài này sẽ chặn được con Golem. Electro Wizard phải sử dụng trong thế này, hợp lý. Ram Rider đi vào đi lên. Chặn được rồi. Đúng. Master Wick, tại sao lại bỏ tương ở đấy? Trời ơi em ơi. Mua gì cần phải thắng. Mua gì mà thua là mình cũng ăn bứt đấy. Golden Knight vậy.
Mighty Mike, Ram Rider. Và chặn được Ram Rider không? Thôi không được rồi, con Ram Rider ngu quá, nó nhìn thấy con vào trụ. Vào trụ, Mighty Mike vào trụ ấy. Trận này hay quá. Quá gì đã diễn ra vậy? Lightning không? Có đủ Lightning không? Nhìn Lightning không đủ. Hơn nhau bận 300 là không đủ rồi. Không được, không được. Kiểu cái quái gì diễn ra vậy? 60 máu. Ôi, vô gì? 60 HP. 10.000 đô anh em ạ. Arrow. Đúng rồi, năm nay giải cao hơn. Lava chuẩn luôn, Flying Machine Lava. Từ kia Dark Fin, Sister Man and Goat, Sapaki không? Ôi ôi, không phải, đây là Royal Hawk. Royal Hawk. Royal Hawk. Ôi, nguy hiểm quá, thương là BT. So much damage luôn. Tôi rất đáng tiếc khi mà Muzin đã sử dụng Dark Fin ngay từ ban đầu. Trời ơi, trúng mánh rồi. Chắc lên Dark Fin. Bên kia có Dark Goblin không? À quên, có con Goblin Brother. Có Goblin Brother và Zappy. Trời ơi, bắt mẹ game rồi anh em ơi. Có Zappy, có Goblin Cake thế này thì ăn thêm mẹ là được. Mookie anh ta sử dụng Royal Zion. Royal Zion khóc bằng tiếng mán rồi. Chấp là 2.000 máu à? Ôi giời ơi, tôi đánh như này giờ ăn thế nào được. Ôi, Zappy Miro nữa, trời ơi. Trời ơi, Muji. Ôi, Lightning, good, but mà chặn thế nào được? Chặn thế nào được khi mà Piggy tiếp theo? Nguy hiểm quá, Archer Queen. Ôi, hợp lý luôn. Đúng là sử dụng Archer Queen hợp lý. Sử dụng là Dark Fins để chặn phải chặn cho Piggy. Không, làm gì có Science Kid up then. Đây là ESO Wheel. Thế rồi. Càng ba anh em ạ. Dark Fin đâu? Đúng rồi. Arrow không chết được Dark Fin. Đúng rồi. Thủ hay quá. Một tràng vỗ tay cho Muji. Thủ hay quá. Ôi được rồi, 2 shot cũng là hợp lý rồi. Yes, 5 more the better than the arrows. Lightning, good job. Ôi giời ơi, Zappy nó giật cho con Fish. Cycle Archer Queen. Phải chắc chắn là phải Cycle Archer Queen. Đừng có Cycle mấy con như kiểu Hunter với lại Fisherman là ăn mất ngay. Bởi vì là Zappy họ sẽ reset nó chết luôn. Thời điểm này không thể là lấy đến công được. Lightning, đúng rồi. Really good timing luôn, đập một cái lock với lại Essential Furies. Tuy nhiên thì kèo này hơi căng anh em ạ. Tối mùi. Rồi, rút sử dụng Lightning cho Flying Machine. Mình nghĩ là Sunbox nên sử dụng Miro cho Flying Machine là hợp lý hơn. Miro cho Flying Machine. Crystal Man and Cognitive Reset Tower. Lightning! Royal Zion, get to... Ui dồi ôi, Sunbox cũng nghĩa quả quần rồi anh em ạ.
sao nó bị ra quần rồi 10 giây cuối cùng mất mẹ mày 300 triệu rồi, mất 300 triệu rồi. Wow. Áo chỉnh, mù gì quá hay. Mình phải nói mù gì quá hay luôn, quá hay.